Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Hợp tác xã Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn cho nông dân. Nhiều hộ dân ở chung cư Phúc Hưng, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng. Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Phù Cừ khiến một người tử vong. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện các ban đảng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Thay mặt đoàn chủ tọa, phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp quan trọng nhằm xem xét, thảo luận và quyết định những vấn đề lớn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kỳ họp thứ 12 này diễn ra trong 1,5 ngày. Bên cạnh việc tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Xem xét thảo luận cho ý kiến về báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 10 và 11. Xem xét thông qua 12 nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, trong đó có những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực để phát triển cho tỉnh ta trong thời gian tới. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện đổi mới hoạt động chất vấn. Do vậy, yêu cầu các cơ quan hữu quan chuẩn bị chu đáo, nêu rõ vấn đề, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và nội dung câu trả lời, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất biện pháp, thời gian giải quyết, không trả lời lẽ tránh, trả lời chung chung để tạo niềm tin của cử tri trong tỉnh. Thời gian tổ chức kỳ họp không nhiều, khối lượng công việc lớn. Để hoàn thành được nội dung chương trình kỳ họp, đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, thực hiện nghiêm túc thời gian, nội dung chương trình kỳ họp, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp tích cực vào báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh trình bày tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt với tinh thần chống dịch như chống giặc và thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm đạt 6,83% là một trong 4 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao trong cả nước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng. Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 3 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 560 ha. Tiến độ các dự án đầu tư công được quan tâm thực hiện tốt, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư phát triển. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và phát triển sản xuất, việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp còn chậm, thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi, thủy sản vẫn diễn biến phức tạp.
Tiếp đó, kỳ họp nghe bà Phạm Thị Tuyến, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo nêu rõ, trước kỳ họp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại 10 điểm trên địa bàn tỉnh. Đã có gần 1.600 lượt cử tri tham dự, có 59 cử tri phát biểu ý kiến với nhiều nội dung trên các lĩnh vực. Về phát triển nông nghiệp nông thôn, cử tri thành phố Hưng Yên đề nghị tỉnh quan tâm đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại nhãn quả tươi cho tỉnh Hưng Yên nói chung, thành phố Hưng Yên nói riêng. Cử tri huyện Kim Động phản ánh, dự án CDK đã triển khai từ năm 2011 đến nay nhưng tiến độ thực hiện rất chậm. Toàn bộ diện tích canh tác thuộc dự án này, nông dân không được thực hiện tổn thừa đổi ruộng, chuyển đổi cây trồng, làm đường giao thông, cải tạo đồng ruộng, dẫn đến năng suất lúa thấp, nông dân bỏ ruộng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế địa phương. Đề nghị tỉnh xem xét giải quyết. Cử tri các huyện Ân Thi, Yên Mỹ và Văn Giang phản ánh tình trạng ách tắc dòng chảy các sông, kênh mương, cửa cống nhiều bùn nhưng chưa được nạo vét, ảnh hưởng đến hoạt động tưới tiêu sản xuất. Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng đô thị, nhiều cử tri cũng kiến nghị. Cử tri huyện Ân Thi phản ánh, sau khi thực hiện dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện dự án đo đạc bản đồ và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn bằng nguồn kinh phí của xã thị trấn. Đến nay, Ủy ban dân các xã thị trấn không bố trí được đủ kinh phí nên dự án đang triển khai rất chậm. Để sớm hoàn thành phần đo đạc bản đồ và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo cấp kinh phí cho Ủy ban dân các xã thị trấn thực hiện. Cử tri huyện Văn Lâm, Văn Giang, Ân Thi phản ánh, sông Bắc Hưng Hải đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Hưng Yên những năm gần đây nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Đề nghị tỉnh có biện pháp khắc phục, quan tâm cải tạo, nạo vét hệ thống kênh mương trên sông Đình Dù, sông Kiên Thành, huyện Văn Lâm, sông Ngưu Giang, huyện Văn Giang. Đề nghị các cấp xem xét tiếp tục mở rộng tuyến đường nối hai đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình và cao tốc Hà Nội Hải Phòng để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Kỳ họp nghe ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thông qua đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh, hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định quản lý tài chính, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo chấp hành luật, kết quả công tác kiểm sát, kết quả xét xử 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành chia 5 tổ thảo luận. Qua ghi nhận tại 5 tổ thảo luận, đa số các đại biểu đều đồng tình với các báo cáo trình tại kỳ họp, đồng thời tham gia đóng góp bổ sung nhiều ý kiến, giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự tại các tổ thảo luận có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ý kiến cho rằng mặc dù tình hình chung của cả nước còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 đạt được kết quả tích cực, như tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiến hành xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển. Những kết quả về chỉ tiêu kinh tế xã hội đã phản ánh đầy đủ khách quan công tác điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực. Ngoài các ý kiến đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, các đại biểu cũng nêu lên những mặt hạn chế như việc tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với sản xuất hàng hóa và xây dựng thương hiệu nông sản. Một số đại biểu cũng đề nghị trong báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
cần triển khai thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, nhất là giống lúa có hiệu quả kinh tế cao, các giống cây ăn quả cho năng suất cao phù hợp với thổ nhưỡng ở từng địa phương như vải, nhãn, cam. Đặc biệt là xây dựng quảng bá sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh trên giao diện điện tử để thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác truyền thông để quảng bá sản phẩm nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, trong đó tạo cơ chế để các địa phương đấu giá đất, lấy kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng. Cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên khuyến khích thu hút đối với những dự án có hàm lượng công nghệ cao, sử dụng hiệu quả đất đai và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, tăng cường quản lý hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chống thất thoát thu và kiên quyết xử lý nợ đọng thuế. Nhiều ý kiến cho rằng tỉnh cần sớm thu hồi hoặc chấm dứt các dự án đầu tư chậm triển khai thực hiện do doanh nghiệp thiếu năng lực đầu tư. Hiện nay, tiến độ triển khai các dự án ở một số địa phương đạt chậm, cụ thể như tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Minh Đức và khu công nghiệp Kim Đồng gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế vùng. Đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần có giải pháp cụ thể hơn để thu hút các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp Ân Thi. Bên cạnh những đóng góp về giải pháp phát triển kinh tế, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường còn phức tạp, đặc biệt là doanh nghiệp gây ô nhiễm không khí, nước thải, tình trạng xe chở quá tải, cơi nới thành thùng vẫn diễn ra làm hư hỏng đường giao thông. Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương cần tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần phân lại vùng cấp nước sạch sinh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương. Hiện nay mong mỏi của người dân được sử dụng nước sạch rất lớn nhưng không biết đến bao giờ mới được sử dụng, trong khi có những nơi người dân ở ngay cạnh nhà máy cấp nước sạch. Nguyên nhân là do một số dự án nhà máy nước chưa thực hiện đúng cam kết, chậm triển khai dự án. Về lĩnh vực an ninh trật tự, các đại biểu đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, tập trung vào một số nhóm tội phạm như cờ bạc, ma túy, cướp giật. Vì vậy, ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm của lực lượng chức năng, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống người dân, các ý kiến tập trung vào những vấn đề chính như cần ngăn chặn tình trạng xâm phạm tình dục trẻ em, tăng cường công tác quản lý đất đai, tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện nay, nhiều tuyến sông ở huyện Mỹ Hào và Phát Lâm đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, có doanh nghiệp đã bị xử phạt trong lĩnh vực môi trường nhưng vẫn không chấp hành quyết định của tỉnh, cố tình vi phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội. Ngày mai, mùng 10 tháng 7, kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 sẽ bước sang ngày làm việc thứ hai và tiến hành bế mạc. Theo dự kiến chương trình, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe báo cáo thảo luận tại tổ và nghe các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu và trả lời một số vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ tiếp tục truyền hình trực tiếp nội dung kỳ họp và phản ánh trong các chương trình thời sự tới. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 7, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 21 CTTU ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai chỉ thị số 36 CTTU ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới đã đạt được những kết quả quan trọng. Tại Hưng Yên, từ năm 2008 đến năm 2018, toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ trên 1.700 vụ với trên 3.300 đối tượng, đã khởi tố điều tra trên 1.500 vụ với hơn 1.800 bị can phạm tội về ma túy, thu giữ trên 17 kg heroin, gần 15 kg ma túy tổng hợp, gần 700 viên ma túy tổng hợp, hơn 30 gram cần sa,
gần 7 gam thuốc phiện cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc về ma túy luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội nghị đã nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề ra những giải pháp tiếp tục thực hiện chỉ thị số 21 trong thời gian tới. Ngày 8 tháng 7, huyện Tiên Lữ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của huyện được đẩy mạnh, nổi bật là phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh tỏi. Trong giai đoạn 2015-2020, nhân dân trong huyện đã đóng góp ủng hộ hơn 290 tỷ đồng xây dựng các công trình văn hóa, giao thông thủy lợi. 5 năm qua, toàn huyện có hơn 7.000 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh tỏi. Một tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, hơn 100 lượt tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Giai đoạn 2020-2025, huyện Tiên Lữ tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luật thi đua khen thưởng và các văn bản của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện, động viên khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, đảm bảo khách quan, công bằng trong công tác khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh xúc tiến quảng bá giới thiệu sản phẩm, nên dù mới bắt đầu vào vụ, Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã ký hợp đồng với các đơn vị thu mua bao tiêu toàn bộ sản lượng nhãn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp năm 2020 cho các thành viên trong hợp tác xã. Trái với lo lắng thị trường nhãn khó tiêu thụ do gặp phải khó khăn bởi sản lượng nhãn tăng cao, cộng với ảnh hưởng của dịch COVID-19 của nhiều bà con trên địa bàn tỉnh, thì các thành viên Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên lại phấn khởi bởi Hợp tác xã đã ký hợp đồng với các đơn vị thu mua toàn bộ sản lượng nhãn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp của bà con. Chúng tôi rất là yên tâm về cái chuyện đầu ra của sản phẩm. Hợp tác xã đã tiêu thụ cho gia đình tôi đến nay là được khoảng 1,5 tấn. Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng có tổng số trên 30 ha nhãn, chủ yếu là nhãn Hương Chi, nhãn T6, dự kiến vụ nhãn này cho sản lượng trên 100 tấn quả. Do nhãn được chăm sóc theo quy trình Việt Gáp cho năng suất chất lượng cao, cộng với đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm ngay từ khi nhãn trong giai đoạn phát triển quả, nên đến thời điểm hiện tại, nhãn của hợp tác xã đã được 3 đơn vị là các cửa hàng, siêu thị lớn tại thủ đô Hà Nội ký hợp đồng thu mua toàn bộ sản phẩm của bà con với giá thỏa thuận theo giá của thị trường. Toàn bộ cái sản lượng của bà con trong hợp tác xã và trong vùng Việt Gáp, thì hiện nay chúng tôi đã chủ động thông báo cho các hộ sản xuất nhãn là sẽ đến đăng ký với hợp tác xã và số lượng bao nhiêu để chúng tôi sẽ bao tiêu hết cho bà con. Thời điểm hiện tại, do chưa vào chính vụ nên mỗi ngày hợp tác xã xuất bán 1 tấn nhãn cho các đơn vị thu mua. Khi vào chính vụ, mỗi ngày hợp tác xã xuất bán gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần đến khi nào nhãn của hợp tác xã được thu hoạch hết. Thời gian gần đây, người dân thôn Đặng Xá, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ rất lo lắng trước tình trạng kè sông Luộc bị sạt lở nghiêm trọng. Đây cũng là vấn đề cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Theo phản ánh của người dân, hiện tượng sạt lở kè sông Luộc đã diễn ra từ mấy năm nay. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, tình trạng diễn ra nghiêm trọng. Gần như toàn bộ đá kè đều bị vỡ, bị trôi xuống dòng sông, kéo dài khoảng 500 mét. 40 hộ dân khu xóm kè hết sức lo lắng khi đất canh tác của gia đình mình bị sạt lở từng ngày, chôn vùi trong nước. Khu ruộng vườn canh tác trước đây của bà con giờ đang bỏ hoang vì có thể ngập úng bất cứ lúc nào. Vào những ngày mưa bão, nước sông Luộc dâng cao gần sát mép nhà một số hộ dân, không những gây thiệt hại về của mà còn gây nguy hiểm đến đời sống của nhân dân. Gần đây thì nó có cái hiện tượng sạt lở là nhiều ở cái khu vực đỉnh kè ở dưới kia và cái khu vực
đầu kè trên này. Đấy, trước đây nó còn đường đi ra mãi ngoài này. Đấy, thì bây giờ nó sạt hết cái đường đất ngày xưa và cái đá bỏ từ ngày xưa là sạt hết xuống dưới này rồi. Có mấy nhà ở giáp ria sông này là bây giờ nó xoáy mòn vào tận đến gần chân móng nhà rồi đấy. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm khiến cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên hiện tại, hàng trăm hộ dân ở khu chung cư Phúc Hưng, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào đang phải đối mặt với tình trạng mất nước trong nhiều ngày. Tình trạng này khiến cuộc sống của người dân ở đây bị đảo lộn hoàn toàn. Ngán ngẩm khi phải hàng ngày gánh nước từ sân lên tầng 5, bà Nguyễn Thị Hòa ở phòng A506 tại A1 cho biết, đã mấy ngày nay, tòa nhà của bà ở mất nước sinh hoạt khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn. Để có nước sinh hoạt, mấy hôm nay, bà đều phải tranh thủ xuống sân từ sớm để tranh thủ lấy nước cho cả gia đình sinh hoạt. Đi vệ sinh nhá, là cái nước giặt mấy cái nước chúng tôi rửa, để lại đổ vào một cái thau bình kia. Xong lúc nào đi xong lại múc 2-3 thau đổ vào đấy mà vẫn không hết được. Chiều đến mà các cháu đi học về, đi dồn đi dập mà không có quả nước đổ vào, lại phải đi xuống gánh về mới có. Một ngày đi lại, hôm qua là tôi gánh, sáng qua là 4 gánh. Theo phản ánh của người dân, đến ngày hôm nay mùng 9 tháng 7, tình trạng mất nước vẫn diễn ra tại nhiều tòa nhà. Lúc thì bể nước cạn khô, khi thì nước chảy nhỏ giọt, buộc nhiều gia đình phải huy động cả chậu nhỏ, chậu to để chứa tích nước. Nói chung là nước yếu thì lâu rồi, nhưng mà mất hẳn là hôm nay là được 5-6 hôm rồi đấy. Là cứ đến giờ là nhất là tầm chiều ấy, công nhân đi làm về đông, là còn cứ suốt từ sáng đến trưa, từ trưa đến 11 giờ đêm, là cứ như này, cứ suốt ngày như này. Việc mất nước kéo dài khiến cuộc sống của hầu hết các gia đình sinh sống tại đây bị đảo lộn. Đặc biệt, những gia đình có những cụ già, trẻ nhỏ càng thấm thía cảnh khốn đốn do thiếu nước sạch. Để có thông tin chính thức, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo đơn vị cấp nước là nhà máy nước Nam Long, đóng tại phường Bần Yên Nhân. Do lãnh đạo nhà máy đi công tác nên chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại. Điều đáng nói, lãnh đạo nhà máy này khẳng định đã khắc phục và từ hôm qua đã có nước trở lại. Nguyên nhân chính là do đâu anh? Vỡ cái nước tuyến nước thô, đường ống cấp nước thô về. À vâng. Thì là bây giờ tức là không có nước thô để mà xử lý nữa mà. Vâng. Thì nó không có vấn đề gì đâu. Vâng. Thì cái đấy là tôi xử lý xong hết rồi. Dạ vâng. Và chiều tối hôm qua là cấp nước trở lại bình thường rồi. Còn từ hôm kia đến giờ nay là mất là vào 3 ngày rồi. Không có một giọt nào luôn. Phản ánh rất là nhiều rồi. Trách nhiệm thì bây giờ thì chỉ cứ kêu như thế thì người ta cũng cứ để đấy thôi chứ cũng có làm gì đâu. Trước sự việc trên, đề nghị các cơ quan chức năng của thị xã Mỹ Hào, nhà máy nước Nam Long có biện pháp kiểm tra và xử lý triệt để cuộc sống của người dân nơi đây sớm trở lại bình thường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trên địa bàn huyện Phù Cừ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 tại km 27 100 quốc lộ 38B thuộc địa phận thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, giữa xe mô tô biển kiểm soát 89F60814 do ông Vũ Hồng Minh, sinh năm 1949, có hộ khẩu thường trú tại thôn Tuyên Linh, xã Đình Cao điều khiển theo hướng thị trấn Trần Cao đi thành phố Hưng Yên với xe ô tô mang biển kiểm soát 89C17625 do Nguyễn Văn Hải, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội điều khiển đi cùng chiều. Trên xe ô tô có anh Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Chi Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hậu quả làm ông Minh chết tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng. Hiện vụ việc được chuyển tới cơ quan điều tra thụ lý theo quy định.